lầy nhá, là lầy đi bắn nằm nhá. Nhanh quá. Vừa đi đến nhà nó. Hai gọi luôn này. Này á. Tây Nguyên này. Huyện Bảo Lạc mình xuống đấy. Ừ. Đấy, nước huyện Bảo Lạc mình đi vòng từ đây đấy. Thế? Nước Bảo Lạc xuống Bảo Lâm, xong mới xuống Hà Giang, xong mới ra Tuyên Quang. Ừ. Đấy, nước này là đập thủy điện là Hà Tuyên Quang ấy. Ừ. Đất mình là nó mà thank you.
đất này là đất nghiện đấy. Trời ơi, chó. Đất hồi nụ này là đất nghiện đấy. Tin không? Tin. Mày đi dưới mà làm cái cầu như thế. Yeah.